Thế anh Auto xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu sedan Nhật đời 2015, phiên bản đủ số sàn, trang bị không động cơ là 1.5, tổng thanh sơn xi màu nâu. Một chiếc xe Nhật chất lượng tốt, kinh tế. Đấy, dòng Sunny này thì là một trong những dòng xe rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé, loanh quanh 6 lít đổ lại thôi thì là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc sedan phân khúc hạng B đến từ thương hiệu Nissan Nhật Bản, mẫu xe Nissan Sunny sản xuất năm 2015, phiên bản đủ số sàn các bác nhé. Tổng thanh sơn xi rất là đẹp rồi, và xe thì em đã cho rút hồ sơ rồi, và gốc của xe thì ở thành phố, nên là mọi người ở trong hai khu vực thành phố lớn thì không phải lo vào tiền biển mất 20 triệu đồng nữa các bác nhé. Tổng thanh sơn xi một vòng quanh xe đây. Ở mẫu xe Nissan Sunny này thì phiên bản đủ là vẫn là được trang bị bộ mâm thường các bác nhé, vẫn được trang bị bộ mâm thường. Đấy, chỉ có phiên bản full, bản cao cấp nhất là phiên bản số rộng mới được trang bị mâm đúc thôi. Nên là các bác cũng lưu ý giúp em nhé. Nhiều bác là bảo tại sao là bảo phiên bản đủ lại có trang bị mâm thường, nhưng riêng ở dòng Sunny này thì lại được trang bị là như vậy nhé. Phiên bản đủ vẫn được trang bị bộ mâm thường thôi. Có phiên bản full nhất, bản cao cấp nhất, phiên bản số tự động thì mới được trang bị bộ mâm đúc. Đấy, tổng thanh một vòng quanh xe đây, phiên bản XR này. Sở hữu khối động cơ 1.5 cùng phân khúc với Toyota Vios hay Honda City các bác nhé. Nhưng ở dòng Sunny này thì luôn luôn khá là nhiều ưu điểm so với những mẫu xe khác. Đấy, từ độ rộng rãi trong thiết kế nội thất này, và kể cả từ option cũng vậy. Ở phân khúc B thì gần như là không có đối thủ nào mà có thể trang bị cửa gió điều hòa thứ hai như dòng Nissan Sunny thì các bạn. Và các bác có thể quan sát phần khoảng trống giữa hai hàng ghế thì cực kỳ là rộng rãi các bác nhé, ngang với lại những chiếc xe hạng D luôn đấy ạ. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Nội thất đây, ghế bọc da này, các chi tiết đây, chân nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ đây, bọc ni lông các bác nhé, rất là dễ dàng lau chùi và chống ẩm mốc khá là tốt đấy. Tắp lưu, tắp đi, gương kính chỉnh điện này. Đấy, rất là sạch sẽ, đồ nhựa này rất là sạch sẽ. Và chiếc xe thì còn giữ được đến keo chỉ zin đến 99% các bác nhé, keo chỉ zin đến 99%, và tất cả các kính thì đều còn zin hết đây, đều zin theo xe hết các bác nhé, nên là các bác yên tâm và không có đông đụng, không ngập nước rồi. Keo chỉ zin đến 99%, máy số nguyên. Đấy, máy số nguyên chưa làm các bác nhé. Đây, nội thất tablo tabi đây, vô lăng ba chấu đây, được trang bị là hai túi khí an toàn nhé, màn hình Android và mạng nước quét này. Đấy, nội thất tablo đây nhé các bác nhé. Hơn 200 triệu đồng là các bác đã sở được một chiếc xe Nhật đời khá là ok rồi, 2015. Đấy, một trong những thương hiệu xe với giá thành cạnh tranh nhất phân khúc đúng không ạ? Giá thành cạnh tranh nhất phân khúc luôn. Đấy, với tầm tiền hợp lý mà chúng ta lại sở hữu được một chiếc xe bản đủ đời cao. Đấy, và tầm ở các phân khúc các hãng khác thì cùng phân khúc thì gần như là không có hãng nào có thể với giá thành hợp lý hơn chiếc xe Nissan Sunny thì các bạn. Ở mẫu xe Toyota Vios thì phiên bản đủ 2015 thì các bác phải tầm trên 300 thì các bác mới sở hữu được. Đây, nội thất đây. Một chiếc xe rộng rãi, chất lượng và rất là kinh tế. 225 triệu đồng. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Số điện thoại 0354152888, địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, một chiếc xe còn rất là cứng và đẹp luôn các bác nhé. Đấy, các chi tiết như là phần khóa cửa này vẫn còn giữ được vết mực nguyên bản này, ốc bàn này đây. Đấy, tất cả đều các vị trí đều còn rất là đẹp luôn. 225 triệu đồng. Đấy, thân vỏ đây rất là mỏng các bác nhé, tất cả các kính đều còn zin hết đây. Về phần khoang máy đây, thì anh sẽ cho mọi người tham khảo luôn nhé. Tất cả các phần nội thất đây, đồ nhựa đây, rất là sạch sẽ mọi người này. Đấy, cực kỳ là sạch sẽ luôn nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, không lỗi, keo chỉ zin đến 99%. Đấy, duy nhất là phần keo chỉ phần cánh cửa lên lái này đã bị mất khoảng tầm khoảng 30 phân các bác nhá, 30 phân này, từ đây đến đây thôi. Đấy, còn lại là zin hết 100%, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, duy nhất bị một tí phần chỉ này thôi. Đấy, còn lại các chỗ khác là chỉ zin hết mọi người nhá, chỉ zin hết là lốp đây. Đấy, lốp lác đây. Đấy, khá là dày đúng không ạ? Bộ mâm này. Đấy, rất là phù hợp cho các bác sử dụng chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì rất là ok đối với dòng Nissan Sunny này. Vừa bền anh ấy, vừa rất là kinh tế đây.
mà lại ngồi trong xe rất là rộng rãi. Một chiếc xe sở hữu trục chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, nên là khẳng định với các bác là cùng phân khúc thì không có đối thủ rồi, cùng phân khúc không có đối thủ cùng đời về độ rộng rãi rồi. Đây, xe thì em mới vừa cho rửa lức lã đây các bác, vừa mới rửa qua lức lã để quay đây. Máy thì nổ rất là êm nhá, máy nổ cực kỳ là êm luôn, có cụm phanh ABS này, máy số nguyên này, nổ rất là êm, không rung giật một chút nào các bác nhá, không rung giật một chút nào này. Máy móc khô, không chảy dầu mỡ. Máy đầu răng đây. Một chiếc xe máy số đại chất luôn các bác nhá, máy số cực kỳ chất luôn. Cửa tiền 225 triệu đồng. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhá. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.